Cố gắng lên nào ấy, tình yêu ơi. Hoan Chu, thằng nào nó cắm cái gì ghê nhỉ? Tôi không biết thằng nó cắm cái gì ở kia, không biết. Nhìn con nhân vật này nhìn nhung nó kiểu bộ náo tay đua ấy các bạn. Nhưng mà nhìn ở môi trường đua thì nó mới đẹp chứ, còn nhìn trong cái môi trường FIFA thì nhìn trong nó hơi đồ, trông nó kiểu nó bị, trông lại còn đeo cái ba lô này giống phi hành gia vậy đấy. Cơ trưởng, cái này là kiểu cơ trưởng anh em. Ồ, tôi xin nhé. Nốc nó đi, mẹ thằng danh con này, nó ở đây nó có thằng danh con ở bên kia kìa. Team nó bị nốc hai thằng rồi này. Khéo đeo tai phone thì lần lần nếu nghe thấy cái gì, tiếng gì của thằng nó bắn ở bên kia rồi. Còn hai thằng nữa đâu nhỉ, gạt team mình rồi nè. Đâu rồi, nó bắn ở đâu nhỉ? Đâu biết nó bắn ở đâu luôn. Trời ơi, nó ném một đống bom keo kìa. Bên này này anh em ơi, kiểu gì bo nó cũng thu vào mà, kiểu gì chúng nó cũng phải chạy ra đây, yên tâm. Mày chạy đi đâu, mày chạy đi đâu? Rồi còn một thằng nữa ra đây nốt, mẹ lần lượt theo thứ tự từ 1 đến 4. Từ từ rồi, nhờn này, nhờn với chúng tôi này thì đã bị ép góc như thế thì làm sao mà lỡ được, kiểu ra đéo biết bắn thằng nào luôn. Mà đứng mấy góc thì cũng khó bắn thật. Để tôi cầm cổ này, tôi ra tôi dẫy mấy thằng này. Nhưng mà chưa có giáp ba này này, bây giờ tôi mua này. Đấy, mua này hai cái này với một bộ sửa chữa nữa. Ô, quên mất không lấy quả bom rồi. Quên mất không lấy quả bom rồi. Vương à, cá ngoan. Hello. Mẹ mày kêu với bố mẹ mật lên. Ui Marco kìa, ai ôi ai ôi ai ôi kìa bạn ơi. Ôi thôi, nó gạt con mẹ mình rồi, trong mật lên này nữa. Đeo hiểu, nó cầm Marco và nó bắn mẹ như kiểu là hai viên vào đầu luôn, ngoẻo luôn các bạn ạ. Không kịp cho thời gian mẹ mày chăn chối và phản ứng luôn. Được mấy thằng mật lên này, một thằng AFK kìa. Còn team nó có một thằng FK đâu. Ơi ý vậy là ra. Được, như thế cũng được. Tôi tạm thời tôi đánh giá là trong 10 điểm. Còn lại thì không biết. Còn lại cũng không tính tiền đâu. Thế cái này là này mở ra thì chẳng có người xem đâu. Thắng luôn rồi đâu nữa. Do này mấy anh em bắn kinh kinh khủng tởm quá nhỉ. Thằng này ăn 6 kill à, thằng này là thằng AFK đây mà nó cũng ăn 6 kill này. Trời đất ơi, mẹ mày trả bù tôi nè. Biết trận này được mấy kill đây à, xem vào làm trận đối kháng nhỉ. Làm trận đối kháng nó rực rỡ kìa. Anh em xem, anh em có thích xem đối kháng không? Nếu mà anh em thích xem đối kháng thì có gì in con mẹ, in Sabok nhá. Inbox báo mình câu rồi. Dứt khoát chơi ngay. Imla Oh in ok ba amin la. Linh ơi, Linh ơi. Xin cầu ơi. Mẹ ơi, con Linh ở đâu rồi? Đang làm ngô dạ? Không, con không. Thằng này đâu rồi? Con nó đâu rồi nhỉ? Hay à, nó ở bên này không ạ? Đéo bị nổ à? Nó ở bên này này. Bên này. Trời ơi, nó bắn tôi định vậy.
Ôi ôi, tôi bơm cái máu nữa cơ ông ơi. Trời ơi, mẹ mày căng vãi cả đại. Làm ngô đi. Rồi, tiếp tục là đến bây giờ đang là round, round 2 rồi. Round 2 không biết liệu có mẹ mày ăn được ngày không ta. Ô nó đâu ấy nhỉ? Mẹ mày sẽ lại trên nấp hả bạn? Sao lại trên nấp như thế? Đéo biết nó đâu nữa, tạm thời là cứ ném này xem nó có trúng không là biết. Nó đâu rồi? Ôi, hình như là nó AFK hay sao ấy. Tội nick biết đó, hình như nó AFK hay sao không ạ? Đéo biết nó đâu rồi. Ôi, nó đây này. Nó ném tôi này, tôi ném nó. Xuống đây, mình xuống đây, định mạnh nó nấp. Ném cái đéo gì nhau vậy. À mày. Mỗi mình mày biết nấp đúng không? Mỗi mình mày biết nấp đấy à? Tôi còn mỗi quả bóng keo rồi này. Đéo biết ở đâu luôn. Không biết, nó không biết mình ở đây chưa ta? Đây, nó ở sau cái thùng kia kìa. Mẹ thằng nào ra trước này thắng rồi mà. Gì đâu. Mở tâm lên thì bắn có vẻ là dễ hơn đấy. Tôi quen bắn mở tâm rồi. Không bắn mở tâm bấm bánh nhau được. Ui mẹ sao bắn thế bằng đấy viên mà đéo chết ạ. Vậy cái đấy. Ui nó còn tí máu này. Thằng này nó cũng chơi chiến thuật đánh du kích không ạ. Mất thời gian vậy đấy. Ok, xem trận này nó chọn cái súng gì đây. À mấy cậu ấy, cậu chơi trò cậu đánh du kích. Ô thì xử. Khổ lắm cơ. Mẹ mày lại sốc gần này. Ok, sốc gần. Sốc gần thì ok rồi. Tôi tiếp chiêu luôn. Ô bên này. Tôi nghe thấy tiếng ở bên này này. Sau cái thùng này. Sau cái thùng này. Ê ôi đau ấy, đau ấy, đau đấy. Đau đấy, đau đấy, đau đấy. Không biết nó đeo tay phone không thì không rõ đấy. Một bảy máu này. Mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi, mày chạy đi. Cháu biết nó chạy đâu mà không biết. Bên này trong này sao? Được, mẹ em bố mày hơi đau đấy. Mày giỏi, mày vào đây. Còn mẹ à, đây mày nữa. Đây, nó ở sau đây, chỗ này đây. Nhân nè, một viên nè.